Chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cách tối ưu loại giao diện và cài đặt toàn bộ phím tắt cho Photoshop, giúp các bạn đẩy nhanh quá trình xử lý hậu kỳ và blend màu. Và với cái cách cài đặt giao diện như này sẽ phù hợp cho các bạn nào chỉnh sửa hình ảnh, nhưng nói chung là liên quan đến con người. Còn nếu các bạn nào làm thiết kế design thì cái giao diện ở Photoshop nó sẽ khác. Còn đây mình hướng dẫn cho bạn cách tối ưu giao diện cho các bạn, đặc biệt là những bạn chỉnh sửa về ảnh cưới, ảnh fashion, ảnh thời trang. Sẽ giúp các bạn tối ưu lại cái giao diện này, cái giao diện mình nhìn nó thoáng hơn, không bị rối mắt. Hay là các bạn dùng những phím tắt để nhiều khi các bạn không phải vào đây các bạn chọn những menu layer hay menu file, menu edit. Vì khi các bạn nhớ tất cả những phím tắt ở trong này, khi các bạn nhớ tất cả những công cụ này sẽ mất rất nhiều thời gian, thay vì đó các bạn sử dụng phím tắt để đẩy nhanh quá trình xử lý hình ảnh của mình. Thì đây là một cái giao diện mà đã được mình tối ưu. Nó chỉ còn lại menu library. Thì library là một cái thư viện rất là của Photoshop. Nó cực kỳ là quan trọng và mình sẽ không có giới thiệu nữa. Và đã có một cái video hướng dẫn các bạn sử dụng library rồi. Tiếp theo là phần menu layer. Layer chắc chắn là sẽ không bỏ qua được rồi. Phần history thì cái phần history là giúp các bạn quay lại những bước trước nhanh chóng hơn. Thật ra các bạn dùng Ctrl Alt Z, Ctrl Shift Z thì các bạn cũng có thể tiến lên và lùi lại. Nhưng khi bạn dùng history này, và đặc biệt là với cái cách chỉnh sửa ảnh Blend năm 2020 này thì nó tạo ra rất nhiều landmark, thì nó sẽ có rất là nhiều thao tác, thì các bạn cần phải sử dụng history này để các bạn lại quay lại nó một cách nhanh chóng. Phần action thì phần action là phần lưu lại những cái thao tác, những cái bước chỉnh sửa rất là nhiều khi mà, mình hay can thiệp, ví dụ như về gì rớt ra hay là một số kỹ năng sử dụng khi chỉnh sửa sáng mắt này, lưng mũi hay là sửa lại mắt rồi add loi kích nét, thì các bạn phải tạo ra rất là nhiều những cái lớp layer, rất là nhiều thao tác khác nhau để thay đó các bạn lưu lại action để các bạn đẩy nhanh quá trình xử lý hình ảnh của mình. Tiếp theo sang phần achievement thì cái phần achievement này thì thật ra là mình thì không để, nhưng ở đây thì mình vẫn khuyên các bạn là nếu mà bạn nào mới làm thì các bạn nên để. Thì tại sao là như vậy? Vì mình hay sử dụng những landmark ở trên này. Mình hay sử dụng phím tắt trực tiếp những landmark ở đây. Chứ mình không sử dụng ở phần achievement này. Nhưng mà nhiều bạn này hay quen để ở đây thì các bạn ấn vào đây luôn cũng được. Nó sẽ tương tự, nó khá giống nhau thôi, không có gì khác cả. Thế thì cái phần này sẽ tùy các bạn nhé. Tiếp theo là phần Burst Memory. Thì phần Burst Memory nó sẽ hiển thị ra những achievement này khi các bạn can thiệp. Ví dụ ở đây mình có tạo ra một nút. Và đây có ai Gradient Mask chẳng hạn. Ở phím tắt ANGM. Đấy. Thì lập tức cái phần Burst Memory nó sẽ hiển thị ra đấy những achievement khi mình can thiệp. Đấy, ví dụ chọn Black White. Đấy thì các bạn nên để lại cái này, khi các bạn tạo ra landmark thì nó sẽ auto hiển thị ra cái này, kể cả các bạn không để thì nó cũng sẽ hiển thị ra cái này. Nên tốt nhất là các bạn nên để và chèn nó vào trong một cái menu ở trên cái phần này. Đây, Black White. Và trước tiên thì các bạn sẽ cần phải cài đặt lại giao diện, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt giao diện, sau lại cài đặt lại cái giao diện như là hiển thị hình ảnh này. Và cái vô số mình nên để giao diện màu gì thì cái này tùy theo sở thích của từng bạn. Thì các bạn ấn Ctrl K và các bạn sẽ chọn giao diện là màu đen hay màu trắng thì tùy các bạn nhé. Ở đây thì mình dùng đen và mình đã dùng đen rất là lâu rồi. Và nút Speed thì sẽ bỏ qua. Trong này thì các bạn sẽ quan tâm cho mình cái phần cài đặt lại cái bước History này. Thì các bạn sẽ thứ nhất là trong này thì các bạn sẽ tăng cái phần trăm này. Thì ở đây các bạn nên để ý ở cái phần này nó sẽ giúp các bạn tối ưu về RAM. Thì các bạn mình sẽ để khoảng tầm 70%. Để khi đó thì mình sẽ sử dụng Photoshop và kèm theo một số phần mềm khác, nó sẽ không bị lắc và giật. Rất nhiều bạn tăng lên 100% thì các bạn ý. Khi các bạn tối ưu tăng lên 100% thì nó sẽ ưu tiên là khi các bạn sử dụng Photoshop nó sẽ muốn 100% RAM. Thì khi các bạn sử dụng phần mềm khác nó sẽ bị giật lắc. Tiếp theo sang phần graphic thì các bạn nên tích vào đây. Rồi, ở đây có phần history thì vừa mình đã nói đấy. Bây giờ hiện tại thì mình đang sử dụng rất là nhiều YouTube layer chẳng hạn, thì nó sẽ rất nhiều, có rất nhiều các bước, các thao tác. Thì ở đây mình nên tăng history lên, mặc định ban đầu chỉ có 50 thôi. Thì mình nên để lại 200, nhiều khi mình làm nó quá tay chẳng hạn mình còn quay lại được, thì các bạn chỉ cần cài lại 200 thôi. Phần solid này thì cái phần này nó sẽ giúp các bạn lưu trữ những cái bộ nhớ đẹp, những phần rác thì các bạn chọn ra nhiều cái ổ cứng cũng được. Thì ở đây thì mình chọn ra một cái ổ T, thì dung lượng phần ổ T rất là lớn thì mình đã chọn ra ổ T. Nhiều bạn chọn ổ C0 thì nó sẽ bị nhanh chóng hay bị đầy ổ C, thì bạn lưu ý nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cài đặt về hệ màu. Thì các bạn ấn Ctrl Shift K. Đây Ctrl Shift K thì các bạn lưu ý. Ở đây rất nhiều bạn sẽ làm bị hai sai hệ màu trên Camera Raw hoặc là trên Capture hay trên Lightroom. Thì các bạn chỉ cần cài đặt lại ở trong này thì bất kỳ một file nào khi mở trên này nó sẽ được convert sang hệ màu sRGB. Trong quá trình in ấn thì các bạn nên chuyển về sRGB. Đấy các bạn chọn đây sRGB này. Và các bạn xuống phần Color Manager này thì các bạn chọn vào convert to working RGB. Thì nó sẽ tự động convert tất cả những file ảnh nó sai màu và nó tự convert sang hệ màu sRGB. Và các bạn ấn OK là xong. Nhớ nhé, các bạn vào Color Setting và bạn cài đặt. Thì cái phần bản chất của Ctrl K và Color Setting này, Ctrl Shift K làm hết ở phần Edit này. Hay giờ mình sẽ vào vấn
Ctrl Alt Shift K thì giúp mình cài đặt lại toàn bộ phím tắt. Thì thay vì phải vào trong phần menu thì các bạn có thể cài đặt trực tiếp ở chỗ này với phần toolbox này. Thì bạn chuột phải này, Edit toolbox. Đây, ấn vào đây. Để mình cài lại cái phím tắt, những phím tắt mà mình hay sử dụng. Đây, chuột phải này. Edit toolbox và các bạn cài lại phím tắt. Thì mặc định ở đây, Lasso tool này đầu tiên nó sẽ là L vì nó sẽ nằm ở bên tay giữa bàn phím, thì thay vì đó mình sẽ cài là A vì một cái tay trái của mình hay để ở phần ngoài cùng, và cái phần Lasso tool sử dụng khá nhiều nên mình cài đặt lại phím A. Tiếp theo, một công cụ nữa đó là phần xóa rác. Thì phần xóa rác là thường nó có bốn công cụ hay sử dụng, đó là Path tool, Heading method, Spot Heading method. Ở đây nó có ba công cụ hay sử dụng. Thì mỗi lần như vậy thì mình phải ấn Shift Z, mất khá nhiều thời gian. Thay vì đó mình sẽ cài đặt phím tắt như là K. Phần K thì mình sẽ dùng để Spot. Phần Z thì mình có để Heading. Phần Path Tool là phần nhặt rác, xóa những chi tiết tóc như chi tiết tóc này, nó bị dài ấy. Những cái phần nào chi tiết mà nó hơi dài thì mình dùng Path Tool để mình nhặt đi. Thì mình sẽ đổi phím tắt sang là A để mình đẩy nhanh quá trình xử lý khi mình chọn phím tắt. Đây, đây thì ví dụ mình ấn A này, đây là phím tắt hàng ngày hay dùng. Đấy, nên mình chọn là Lasso Tool rồi nhặt mụn, chấm từ điểm này sang điểm khác hay dùng ngoài ca. Đấy, ca thì sẽ nhặt thẳng. Đây, phần A trùng với Lasso Tool thì ở đây nó phím Shift phím A nó rất là gần nhau thì mình cần Shift A thôi. Là mình đổi Lasso Tool thì phù hợp cho các bạn nhặt những chi tiết tóc như thế này nên các bạn nên đổi tên là A. Đấy, thì các bạn có thể cài đặt trực tiếp phần toolbox ở phần này. Hai nữa là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt ở trên phần menu. Thì bạn giữ Ctrl Alt Shift K cây vào Lasso Code thì các bạn sẽ chọn vào, ví dụ cài đặt cái toolbox thì các bạn chọn vào tool. Đấy, các bạn kéo đến phần tool này cài đặt. Thì vừa mình đã cài đặt rồi nên là phần trong này thì mình chỉ quan tâm đến một cái phần nữa khá là quan trọng, đó là phần đổi vị trí của cái màu sắc ở dưới này, color này. Thì tại sao lại đổi vị trí? Thì ở đây mình đổi là C nhé, mặc định nó là X nhưng ở đây mình đã cho là C. Ở phần X và Z là cho to cho nhỏ một cái ngoài, thì ở đây mặc định của nó là phím mũi tên ở giữa bàn phím, thì ở đây mình đã đổi là Z và X để cái tay trái của mình luôn nằm cố định ở một chỗ. Khi mình để Z và X nó sẽ giúp mình cho to cho ngòi ngòi rất là nhanh. Thì đây ví dụ mình làm ví dụ minh họa này. Ví dụ ở đây mình tạo ra một cái lớp layer mask là hue và mình trừ màu mặt cô dâu đi chẳng hạn. Đây, mình sẽ sang phần layer này. Nhưng ở đây mình chỉ muốn ảnh hưởng cho mặt cô dâu thôi, mình sẽ ấn Ctrl Y invert cái này, phần này đi. Một là Ctrl Y, hai là các bạn dùng Ctrl và đổ trực tiếp màu sắc đây, đổ thẳng cái màu đen vào đây. Đấy. Và các bạn dùng ngoài B để mình tô vào, vì mình muốn lấy mặt cô dâu thôi, mình sẽ tô màu trắng vào. Đấy nên tại sao mình phải để phím C linh động đổi cái vị trí cái này để mình tô màu. Đấy, và tiếp theo là phần ZX để cho to cho nhỏ ngoài. Thì bình thường mình ấn mũi tên thì ở đây mình sẽ ấn ZX. Có rất là nhiều bạn sử dụng cách đó là giữ an. Giữ an và cho to cho nhỏ ngoài này. Đấy, giữ an này kết hợp với chuột phải. Đây cũng một cái cách để cho cũng khá là nhanh nhưng sẽ không thể nhanh bằng Z và X. Đấy thì các bạn ấn Z và X này. Thì cái tay của mình luôn là mặc định ở bên tay trái của bàn phím và không phải di chuyển nhiều. Đấy, ví dụ mình muốn tô ra mặt cô dâu này cho ảnh hưởng vào mặt cô dâu không trên lớp layer mask thì mình chỉ việc tô màu trắng vào đây, hay là tô mặt trên mặt chú rể. Đấy, mình sẽ tô trực tiếp trên mặt chú rể chẳng hạn. Nhiều khi mình tô bị loang ra ngoài thì mình chỉ việc ấn C để đổi vị trí, sau đó thì mình lại tô vào. Đấy thì giúp mình rất là linh động trong quá trình chỉnh sửa trên layer mask, đổ màu cho phông chẳng hạn. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái phần menu. Thì cái phần toolbox tạm thời trong phần tool như vậy là xong rồi. Tiếp theo sang phần menu. Trong phần menu thì chính là những cái tên menu thư mục ở trên này. Thì trong phần menu này nó sẽ có những cái công cụ hay dùng với từng menu. Với menu file thì chỉ là tắt mở thì Ctrl O và Ctrl V kép, Ctrl W hay Ctrl Q thì mình để nguyên rồi, không cần phải cài đặt gì cả. Sang menu edit thì với menu edit này thì cũng không cần phải cài đặt gì nhiều. Nhiều các bạn có quen với ấn Ctrl Z, Ctrl Alt Z, Ctrl Shift Z ấy. Thì nhiều bạn thì đổi thành Ctrl Z để back lại thay vì Ctrl Alt Z. Thì cái này tùy nhá, nhưng mà bây giờ mình chỗ này mình để mặc định rồi, mình không thay đổi cái phần này nhiều. Sang phần image thì đây là một cái phần khá là quan trọng mà các bạn lưu ý. Ở trong này có phần xoay hình. Phần xoay hình đây, 90 độ. Thì các bạn ấn phím tắt là cài đặt nó F1 đây. Nhiều khi cái ảnh của mình ra Photoshop nó bị quay ngang quay dọc. Đấy thì mình chỉ cần ấn F1 thôi để mình quay sẽ rất là nhanh, mình không phải mỗi lần vào phần
image và mình lại chọn vào image và lại chọn vào phần 90 độ là sẽ mất rất nhiều thời gian. Đấy. Tiếp theo xuống image là mình sẽ xuống phần menu select, phần layer và type này mình sẽ bỏ qua nhé. Menu layer thì cũng có tối ưu được rất nhiều thứ, nhưng với menu layer thì mặc định Photoshop đã cho tạo phím tắt rồi thì tí mình sẽ hướng dẫn. Tiếp theo xong menu select thì trong menu select này có phần tạo feather là một phần rất là quan trọng. Mặc định Photoshop nó là shift F6. Nhưng mà khi để shift F6 thì các bạn ấn phím tắt nó sẽ các bạn phải ấn tay nó rất là dài và nó sẽ khá là mỏi, thì thay vì đó cứ ấn Ctrl Alt D thì cái tay của mình nó sẽ nằm ở góc một góc bàn phím thôi. Nó giúp các bạn đẩy nhanh quá trình xử lý hơn và đỡ bị mỏi tay. Đây feather là kết hợp với lasso tool này, giữ chọn này, bát tool này. Mình muốn khoanh vùng vào đúng không? Thì đây mình chỉ ấn Ctrl Alt D thôi thì nó sẽ nằm ở góc của cái bàn phím này. Mình không phải ấn shift F6 nó sẽ rất là xa. Rồi quay lại. Như vậy là gần xong rồi. Tiếp theo trong menu filter. Đây menu filter nằm đây, trong menu gồm camera này. Thì camera mặc định là Canon Shift A thì mình cứ để thôi. Trong này có những phần hay dùng như Gaussian này, Gaussian Blur. Cái phần Gaussian Blur là một cách để chỉnh sửa cực kỳ trong Photoshop, lưu phông này, rồi rất là nhiều những cái cách chỉnh sửa người khác. Và đây là một cái công cụ sử dụng hàng ngày nên mình đổi phím tắt cho nó là gắn cho nó một phím tắt là F9. Tiếp theo sang phần Add Noise. Đổ Noise thì mình gắn cho nó một phím tắt là F8. Kick Net. Phần Usamax thì mình để F7. Đấy. Thì khi mà muốn đổ Noise, Kick Net mình chỉ cần ấn phím tắt là xong, mình không phải vào menu File và mình chọn đến từng menu, nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra thì các bạn có thể cài đặt cho những cái plugin, ví dụ như phần Next Image này, đổ mịn này, phần Alloc tạo ứng, phần Color Effect để dùng làm những kỹ năng ngoài HDR, phần AR Skin chẳng hạn. Thì các bạn cài lại phím tắt, đây mình gắn nhân phần đổ mịn này, gắn cho nó là F5, phần Alloc gắn là F6. Đấy. Thì gần như các bạn sẽ gần như là tối ưu hết phím tắt từ F1 đến với F12. Để khi mình sử dụng trên Photoshop mình không phải mỗi lần mình sẽ tích vào menu này. Đấy, để giúp các bạn đẩy nhanh lên rất là nhiều. Đấy, như vậy là xong phần menu. Còn bây giờ mình sẽ cho cái giao diện về mặc định này. Đây mình sẽ vào Graphic Web này và mình sẽ cho giao diện mặc định Reset Graphic Web này. Đấy. Thì ở đây đây là cái giao diện ban đầu thì các bạn nhìn thấy là rất rất nhiều công cụ trên này rất là rối, mà trong khi đó các bạn chỉnh sửa hình ảnh blend màu thì đâu phải sử dụng nhiều cái công cụ trên này đâu. Thì thay vì đó mình sẽ tắt đi. Thì ở phần này các bạn sẽ tắt hết, đầu tiên các bạn sẽ tắt toàn bộ cho mình. Cứ ấn này và close tab group luôn, cứ tắt hết tất cả đi. Tí mình sẽ hướng dẫn các bạn mở lại từng cái mục thư mục một. Rồi, bây giờ bắt đầu mình mở lại thì mình sẽ vào phần Window. Đầu tiên là phần Action. Tiếp theo mình xuống chọn vào Layer. Tiếp theo mình sẽ chọn vào History. Tiếp theo mình sẽ chọn vào Library. Primary này. Rồi. Và bây giờ mình sẽ kéo Action vào phần Layer. Đây phần Layer đây. Phần Primary kéo lốt vào đây. Còn những phần Layer này bỏ này. Library thì kéo riêng vào một mục. History thì kéo vào đây. Đây mình cứ kéo thả thôi. Còn những cái phần Color Swatch này bỏ đi. Đấy, cho layer ra đầu này. Action, History, Library. Đây mình sẽ kéo Library để làm ở góc này. Đấy, như vậy là mình đã tối ưu lại toàn bộ cái giao diện của Photoshop. Nhìn thấy rất là đơn giản, không bị rối mắt quá nhiều công cụ nữa. Và hoàn toàn thì các bạn có thể lưu lại tất cả những cách tối ưu giao diện phím tắt này, rồi cài đặt lại những phím tắt và cái phần tối ưu giao diện thì các bạn hoàn toàn lưu lại riêng trong thư mục, có thể đặt tên vào phần Workspeed. Đây các bạn ấn vào đây. Và các bạn ấn vào lưu Workspeed thì đây mình dụ mình sẽ đặt tên là Tizino. Và các bạn tích vào cây Blast Code vào phần Menu, phần Toolbox. Đấy, nó sẽ lưu lại toàn bộ những phím tắt mà vừa các bạn đã cài đặt này, cả giao diện cả phím tắt luôn. Sẽ rất là nhanh. Trong trường hợp sau này các bạn mất Photoshop thì các bạn chỉ cần load cái phần này vào thôi. Load mỗi phần này vào là gần như là các bạn có toàn bộ là cái giao diện đã cài đặt, không phải cài đặt đi cài đặt lại nhiều lần. Và đặc biệt là các bạn dùng Photoshop Crack thì cái trường hợp mất Photoshop và lỗi Photoshop rất là nhiều thì các bạn lưu ý, các bạn nên lưu lại cái này. Đấy, vào mình ấn Save. Như vậy là mình đã xong toàn bộ cái phương pháp cài đặt lại giao diện và tối ưu lại phím tắt của Photoshop. Ngoài ra các bạn có thể cài đặt lại cả phần View, các bạn ấn Alt F này để thay đổi cái giao diện. Nhưng ở đây mình dùng màu đen nên là mình sẽ không dẫn các bạn nữa. Cái vì màu đen nó gần như rất là tối ưu rồi. Các bạn chỉ cần quan trọng các bạn nhớ là cái giao diện. Đây là những cái phần menu cực kỳ quan trọng có mặt trong giao diện. Library thì giúp các bạn cho Tibo này, ví dụ mình muốn cho một cái Tibo bất kỳ đấy thì việc chỉ play nó ra thôi. Và cái này lưu trữ online và các bạn sử dụng hoàn toàn trên rất là nhiều máy tính khác nhau. Phần ánh nắng, phần text hay là phần
BD, thậm chí các bạn để ghép album, ví dụ ở đây có thể cho album này, bìa album này, thì các bạn cho hết những cái mẫu bìa album lên trên này và sau các bạn chỉ việc play nó ra rất là nhanh đấy. Thì library là một cái cực kỳ quan trọng và mình đã có một video hướng dẫn các bạn cách cài đặt chi tiết của library rồi, thì các bạn theo dõi. Tiếp theo Victory thì giúp các bạn quay lại những cái bước trước rất là nhanh chóng. Ctrl Z mất rất nhiều thời gian vì nhiều khi mình làm lỗi chẳng hạn, thì mình để Victory 200 bước thì mình sẽ quay lại rất là nhanh. Phần Action thì đây là cũng một cái phần cực kỳ quan trọng, được cực kỳ quan trọng trong Photoshop. Nó sẽ giúp các bạn lưu lại những thao tác là các bạn hay sử dụng mà gồm nhiều các bước khác nhau, ví dụ là gì rớt ra, chỉnh sửa màu sắc hay một số hiệu ứng kích nét. Vừa mình đã hướng dẫn các bạn kích nét một lần rồi, nhưng trong này nó sẽ giúp bạn kích nét và có nhiều kiểu kích nét khác nhau. Thì các bạn tối ưu hết trên này và hoàn toàn các bạn sử dụng phím tắt này F2, F10, Ctrl F10, Ctrl F5, và gần như mình đã tối ưu hết tất cả phím tắt từ F1 đến F12 để không bỏ trống phím tắt nào. Để khi mình chỉ sửa và lên màu với bất kỳ một cái thao tác nào trong Photoshop mình hay sử dụng, mình đều cho là phím tắt để giúp các bạn đẩy nhanh rất là nhiều. Phần Primary thì đây là cái phần kể cả các bạn có không mở phần này lên thì nó vẫn hiển thị. Ví dụ nhiều khi các bạn can thiệp cái này những Achievement Layer ở đây. Đấy thì nó lập tức hiển thị ở phần Primary này. Rồi tiếp theo những phần Achievement Layer này thì các bạn có dùng phím tắt được không? Thì các bạn lưu ý hoàn toàn dùng phím tắt được nhé, chứ mình không bao giờ sử dụng mà dùng chuột kích. Nó sẽ mất rất nhiều thời gian, vì thay đó mình sẽ tạo, ví dụ mình tạo ra một lớp Hue chẳng hạn, thì việc của mình là ấn An này. Thì các bạn lưu ý khi các bạn ấn An thì lập tức ở trên phần menu sẽ hiển thị ra những phần gạch chân, gạch dưới này, thì nó sẽ tương ứng những chữ cái. Ví dụ phần đây trước phần layer Hue nó nằm trong phần layer chẳng hạn, thì mình sẽ ấn An L này, L cao này, lập tức nó sẽ hiển thị ra dấu gạch chân tiếp theo. Thì ở đây phần Achievement Layer thì mình sẽ xuống phần Achievement này, lưu Achievement Layer đấy, thì mình ấn G đấy. Khi ấn G bắt đầu nó ra tiếp dấu gạch chân, thì ở đây phần Hue thì ra chữ H đấy. Thì các bạn cứ giống như vậy, ấn An N G thì nó ra những cái phím này, vào các bạn cứ ấn thử để xem như thế nào, và nó hiển thị ra dấu gạch chân nhé. Ấn B thì ra Color Panel này, ấn Black White thì ra Black White, thì ở đây mình ra Hue này, ấn chữ H. Ok đấy, thì nó sẽ lập tức ra Instrument Layer và nó sẽ phần nằm ở phần Primary này. Đấy, như vậy là mình đã xong cái phần cài đặt lại giao diện và tối ưu lại phím tắt với Photoshop. Thì bạn nào mà muốn tối ưu nữa thì bạn vẫn có hoàn toàn tối ưu nữa. Và trong quá trình các bạn xem video có phần nào không hiểu thì các bạn cứ comment xuống video nhé. Và nhớ subscribe video để có thể theo dõi thêm nhiều video khác sắp tới của Tizino. Chào tất cả các bạn.